Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Mai Bạch chúng tôi xin giới thiệu các bạn, đây là cái máy Rin 408B cộng. Thì đây là mình sẽ mở ra có thiết kế máy ở trong. Thì đây là cái hộc mà để mà đựng cái kho giấy của mình ở đây. Còn đây là cái cuộn thu mực. Ở dưới này sẽ là cái đầu in của máy Rin nè. Đầu in là cái phần khá quan trọng nên các bạn cần là vệ sinh và bảo quản cẩn thận để tránh bị chảy xước. Thì mình sẽ hướng dẫn lắp giấy mực đối với máy Rin này. Ở đây sẽ có cái trục gắn ngang, sẽ gắn vào đây. Rồi mình sẽ luồn giấy xuống dưới này. Đây mình sẽ luồn qua cái nẹp để giấy giữ giấy được cố định. Rồi đây mình sẽ gắn cái cuộn mực. Thì ở đó, cuộn mực này sẽ có một cái cạnh ở bên đây, thì mình sẽ gắn vào bên tay trái của máy. Rồi ở đây mình sẽ kéo cái cuộn mực lên đây, mình sẽ dùng một cái miếng đề can để mình đính kèm cái cuộn mực này vào cái cuộn thu. Rồi sau này mình sẽ cuốn lên một hai dòng. Rồi mình sẽ đóng đầu in xuống và mình sẽ hướng dẫn các bạn là fit giấy đối với cái máy Rin 408 và cũng như là 412B cộng này. Thì mình sẽ nhấn giữ nút fit ở đây, mình sẽ bật nguồn lên. Rồi mình sẽ nhấn giữ tới khi cái đèn ở cái nút ready này sẽ giống như cái đèn ở nút start này. Rồi thì máy đang thực hiện cái quá trình fit giấy đây. Rồi mình sẽ bấm thử nút fit từng con. Là máy đã hiểu cái khổ giấy của mình rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.